Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình làm cái clip này để giới thiệu đến cho tất cả mọi người và nhất là các bạn trẻ những cái mẫu loa Marshall hiện đang có mặt tại Thiên Hà Audio Chúng ta sẽ cùng điểm qua về từng model loa cũng như là công suất hay là công năng sử dụng. À, hiện nay thì Marshall đang cung cấp cho chúng ta tổng cộng là hai dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm là dòng sản phẩm di động. Họ sẽ có bốn model tiêu biểu gồm uh, con uh, Emberton này, uh, Stockwell 2, uh, Keyburn 2 và Thu phong Ngoài ra, cái dòng loa để bàn chúng ta sẽ có 3 model, đi từ model nhỏ nhất là Action 2 tới model tầm trung là Stanmore 2 và model cao nhất là Uber 2. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về từng model. Ở đây thì chúng ta có cái model Keyburn 2, đây là phiên bản màu mới nó có tên là Black and Brass, tức là tóm lại là nó khác biệt về màu sắc. Chúng ta sẽ có được cái logo chữ Marshall màu vàng trông rất là nổi bật trên nền đen và chúng ta sẽ có cái phần nút điều khiển ở đây với cái phần đỉnh chóp bằng màu vàng trên nền đen trông nó bắt mắt hơn so với phiên bản trước chỉ là màu đen thuần thôi và chúng ta sẽ có cái dây ở đây dây ở đây là theo như hãng nói là được làm mô phỏng theo dây đeo của cái đàn guitar điện nhé và ở đây trong đây thì cũng là một cái màu vàng trông rất là ăn nhập với cái núm điều khiển này à, cái mô đen này cũng là một trong mô đen bán chạy nhất và được yêu thích và nhất là được các bạn nữ rất là thích cái phiên bản này bởi vì là nó rất là gọn nó có một cái kích thước rất hài hòa và nó cũng không quá nặng Có thể dễ dàng mang đi du lịch đây đó và có thể là để ở trong nhà mang từ phòng này qua phòng khác rất là tiện Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống loa gồm có cả loa mặt trước và loa mặt sau với tổng công suất là 36W Chúng ta sẽ có một loa woofer mặt trước này, một loa twitter mặt trước và một loa twitter ở phía mặt sau Đem đến một cái âm thanh lan tỏa theo cả hai phía cái model này thì nó thích hợp để chúng ta nghe nhạc trữ tình, âm thanh rất là dễ chịu, phù hợp cho những phòng nhỏ hoặc là chúng ta có thể mang ra ngoài trời những thích hợp để nghe trong một phạm vi nhỏ thôi. À, âm thanh thì rất hài hòa dễ chịu, không thiên về tiếng trầm lắm. Nói chung nghe nhạc trữ tình thì rất là hay, nghe acoustic nó cũng rất là chi tiết và tinh tế. Tiếp đến nếu như chúng ta có một cái nhu cầu lớn hơn về âm thanh sống động hơn, muốn mở âm lượng lớn hơn, tiếng trầm cũng mạnh hơn cũng như để phục vụ được cho những cái bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời thì đây là một cái đen có thể gọi là hàng đầu của hãng Marshall cho tới bây giờ. Đây là mẫu loa tu phong, mẫu loa lớn nhất trong dòng loa di động sách tay. À, phải nói là tất cả các mẫu loa như là Kimber 2 này cho tới loa tu phong đều có một cái thời lượng chơi nhạc rất ấn tượng khoảng tầm 20 tiếng nếu như chúng ta mở ở mức âm lượng trung bình. Mẫu loa tu phong này nó có mức công suất tổng là 80W cũng là lớn nhất trong các cái loa di động hiện nay của hãng Marshall với cái logo thì là phiên bản này là logo màu trắng đúng theo cái biểu tượng truyền thống của nhà Marshall bao nhiêu năm nay à, họ sẽ sử dụng một cái vật liệu là thùng à, họ bọc tức là thông thường là họ sẽ dùng hai cái vật liệu là nhựa hoặc là gỗ và ở đây là họ sẽ bọc một cái vật liệu giả da và với những cái loa mà di động ấy thì đôi khi chúng ta có thể bị va chạm ở các cái cạnh cho nên họ đã ra cường những cạnh này bằng loại nhựa cứng còn những cái bên cạnh này là được bọc bằng một vật liệu giả da để trông nó tăng thêm phần sang trọng. Cái phần e căng này cũng thế này, trông rất là đẹp. Và ngoài ra loa này thì cũng có thể kháng nước ở mức độ nhẹ thôi nhé, chuẩn IPX2 thôi. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là một cái củ loa woofer với công suất là 40W, hai cái loa full range tức là loa toàn giải có mức công suất là 15W cho mỗi chiếc và ở đằng sau họ bổ sung cho chúng ta một cái loa tweeter Uh, có cái mức công suất là 10W Như vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có lên tới là bốn cái củ loa tất cả cho âm thanh ra tốt theo cả hai phía Nhưng mà âm thanh chủ yếu là sẽ hướng ra mặt trước Đây cũng là model duy nhất trong dòng loa Marshall mà có cái codec là cả APTX lẫn AAC Rất hay khi sử dụng với các thiết bị iPhone Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm tiếp đến các dòng loa để bàn đây, dòng loa để bàn như các bạn nhìn thấy từ phía bên trái màn hình sang phía bên phải là từ nhỏ nhất cho đến mẫu lớn nhất cái mẫu đây là mẫu Marshall Action 2 đây phải gọi là một cái mẫu loa xinh xắn nhất trong cái dòng loa để bàn dòng loa để bàn thì có đặc điểm là không có pin và chúng ta phải cắm điện đấy là dòng loa chạy điện cái đen này màu uh, họ có thường là họ có ba màu nhé màu đen này màu nâu và màu trắng thì cái phiên bản này Hải Sơn đánh giá cao nhất về cái hình thức trông nó rất là xinh và nhất là phiên bản màu trắng thì rất là hợp cho nữ giới và tuy nhỏ như thế này nhưng âm thanh của những mẫu này rất ấn tượng nó cho được một cái mức công suất tổng của âm ly lên tới 60W và đây là một cái hệ thống loa stereo trang bị hai loa tweeter ở hai bên và một cái loa trầm ở phía giữa đó chúng ta có thể sử dụng được tốt cho những cái gian phòng nhỏ khoảng tầm dưới 20 mét vuông nghe sẽ rất là ổn nếu mà các bạn thường hay thắc mắc là loa Keyburn 2 với cái loa Action 2 loa nào nghe hay hơn thì câu trả lời là loa Action 2 nghe hay hơn nhé nhưng mà loa Keyburn 2 cũng không thua kém quá nhiều đâu và chúng ta sẽ có mức giá thành của Keyburn 2 đắt hơn tại vì nó có pin ở phía bên trong và chúng ta có thể mang đi mang lại được rồi tiếp theo đến một trong những cái mô đen có thể gọi là bán chạy nhất trong dòng loa để bàn của Marshall đó chính là mẫu Stanmore 2. Nó có kích thước ở mức trung bình tức là nó lớn hơn so với mẫu Action 2 nhưng mà nó lại nhỏ hơn tương đối nhiều so với mẫu loa đàn anh là Uber. Vì vậy nó phù hợp với gần như mọi căn phòng của mọi người và nó có thể trình diễn rất tốt cho không gian khoảng từ 15 cho đến khoảng 25 mét vuông. Đây cũng là một trong mẫu loa mà Hải Sơn đã mua về sử dụng để ở trong một cái căn phòng khoảng như thế nghe cũng rất là hay mẫu loa này có mức công suất là 80W và sẽ sử dụng là một củ loa woofer có công suất là 50W và hai cái loa Twitter mỗi loa có có mức công suất là 10, 15W nên là tổng cộng nó sẽ là 80W nhé và có đặc điểm là tất cả các dòng loa để bàn Ví dụ là từ dòng Stanmore này, Action 2 này và Uber chúng ta có thể dùng cái application của hãng Marshall để điều chỉnh được cái equalizer để tối ưu cho cái âm thanh hay hơn và như mọi người đã biết thì cái thiết kế cơ bản của dòng loa Marshall này chúng ta có ba cái núm ở phía trên này có thể chỉnh được volume bass và treble và có thể chuyển được giữa các cái đường vào như là bluetooth này AUX hay là cái rắc cắm RCA ở phía đằng sau cái này thì là cái thiết kế chung rồi cái tất cả cái chi tiết này được làm bằng kim loại nói chung là cảm giác nó rất là đẹp và cao cấp và tất cả các sản phẩm này đều được hoàn thiện bọc da trông rất là nét đây là phiên bản màu nâu nhé Trông nó có một cái nét gọi là tân cổ điển Tiếp theo đây là anh cả của dòng loa Marshall Cũng là loa Marshall nghe hay nhất Và đây cũng là một trong cái loa mà trong phân khúc giá của nó là loa có âm lượng lớn nhất Âm lượng lên tới là 110 decibel Thì nói về Uber 2 Thứ nhất rằng à, đây là một cái loa có mức công suất lên tới là 130W Với tổng cộng là 4 củ loa và hai woofer, hai woofer để ở đây và hai loa tweeter thì họ sẽ đặt ở đây. Và tổng cộng là 130W à, Loa này mình cũng mua cả loa Uber 2 về nghe rồi Hiện tại thì vẫn nghe hàng ngày Uber 2 sẽ có được một cái âm thanh nghe cực kỳ là dày dặn đầy đặn với cái tiếng trầm rất là sâu Và ngoài ra là nó chơi đa thể loại nhạc thì nó tốt hơn những model còn lại Tại vì cái tiếng trầm của nó cũng rất là lực và mạnh Âm thanh thì cái mẫu này có phần nó ấm ấm Nó rất là dày với cái trung âm rất là rõ À, model này thì sẽ thích hợp cho những cái phòng rộng hơn Ví dụ chúng ta có thể chơi từ phòng 15m2 cho đến những cái phòng khoảng tầm 35m2, 40m2 Nghe rất là tốt Đây là phiên bản màu trắng Mọi người thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có một cái chân à, Cái chân này họ sẽ có màu trắng này và màu đen Nếu chân màu trắng thì chúng ta ghép với loa màu trắng này rất là hợp Và ở nó sẽ giúp cho cái loa này nó đúng ở cái tầm tai của người ngồi nghe Nói chung là để vào trông nó cũng rất là đẹp, trông nó đẹp hẳn lên. Nếu như các bạn mua loa màu đen hoặc là màu nâu thì nên mua cái chân loa uh, chân loa màu đen thì trông nó sẽ đồng bộ hơn. Những cái phiên bản loa màu trắng ấy thì trông nó sẽ phù hợp với những cái gian phòng mà theo kiểu xu hướng là trẻ trung một tí. Trông nó vừa có một cái nét cổ điển nhưng lại vừa có nét hiện đại, nhìn rất là hay. Thì uh, qua đó thì Hải Sơn đã giới thiệu qua cho mọi người thấy cái đại gia đình của loa Marshall gồm tổng cộng ở đây Thiên Audio có là năm mẫu loa và có số lượng rất lớn với giá rất tốt nếu như các bạn lấy số lượng còn nếu mua lẻ thì cũng có giá tốt thôi à, mọi người hãy liên hệ tới số hotline của Thiên Nào hoặc truy cập website thiênaudio vn để biết thêm chi tiết xin chào cảm ơn và hẹn gặp lại.